chọn ngày chính xác để lấy giống cho chó. Thì trại chó Gervi sử dụng cái phương pháp là kiểm tra hormone qua test máu, sử dụng dịch vụ của công ty Việt Đức, thú y Việt Đức. Thì đây là một bạn vúng cái sa lơ ở ngày thứ 8, ngày thứ 9 lấy máu để kiểm tra cho bạn ấy. Thì lấy máu là cái dụng cụ thì nó có một cái bộ, đây là cái máy quay ly tâm. Thì trước tiên sẽ cho máu mẫu máu vào đây để quay ly tâm, rồi sau đó thì hấp sấy gì đó, và cuối cùng là cái công đoạn qua cái máy đọc để nó kiểm tra ra cái lượng testosterone gì đấy. Chuyên môn thì mình cũng không rõ lắm, nhưng mà tóm lại là nó sẽ giúp mình biết được chính xác cái ngày rụng trứng của con cái để phối giống. Thì cái máy đấy nó hoạt động mất khoảng 30 đến 40 phút thì mới có kết quả thôi. Trong cái thời gian chờ đợi kết quả thì cho bạn con cái ra sâu làm vài kiểu ảnh kỷ niệm. Bạn cung cái này là lần này là lên trại lấy giống của vô địch Việt Nam Marvin. Bạn này bạn từ Hưng Yên lên. Đây có kết quả đây. Với cái kết quả này thì 3 ngày nữa, 2 hoặc 3 ngày nữa bạn này sẽ lấy giống.